Chúa, 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 Chú
Tuyệt đối không quay bóc, không gian mặt trong thi cử. Mỗi em
hợp quy để việc học tập đạt kết quả tốt. Các em cần ý thức rằng các em học giáo lý của Chúa Giêsu và chính Chúa Giêsu dạy giáo lý các em thông qua anh chị em giáo viên. Và giờ đây con xin giới thiệu các em học giáo lý năm học 2023-2024. Tất cả giáo xứ theo danh sách toàn giáo xứ có 229 em, chia ra thành 17 lớp giáo lý, được chia làm 3 khối tính theo từng cấp độ tuổi. 1. Thành thấu đến bản tiền thánh có 69 em chia thành 5 lớp. Giáo xứ đồng quan gồm 39 em chia làm 3 lớp. Lớp chia năm gồm 14 em do giáo viên Maria Hà Như Quỳnh phụ trách. Lớp đến bản tiền thánh năm 1 gồm 15 em do giáo viên Maria Bùi Thị Ngọc phụ trách. Lớp đến bản tiền thánh năm 2 gồm 10 em do giáo viên Maria Nguyễn Thị Tiến phụ trách. Giáo học kinh doanh tổng 2 em chia ra làm 2 lớp. Lớp chia năm gồm 7 em do giáo viên Maria Nguyễn Thị Lan. Bạn đến bàn tiền thánh năm 1 gồm 13 em do giáo viên Maria Nguyễn Thu Trà phụ trách. Sau khi nghe tiền lương có 16 em chia làm 2 lớp. Lớp chia năm gồm 8 em do giáo viên Maria Nguyễn Thị Hồng Lan phụ trách. Lớp đến bàn tiền thánh năm 1 gồm 8 em do giáo viên Maria. Ngày nhiều lớn lên trong Chúa Đức Thần có 102 em chia thành 6 lớp. Giáo sư vừa qua có 44 em chia làm 2 lớp. Lớp lớn lên trong Chúa Đức Thần bắt buộc gồm 2 em do giáo viên Đan Trần Đình Chủ phụ trách. Lớp lớn lên trong Chúa Đức Thần bắt 2 gồm 25 em do giáo viên Maria Phạm Thị Nhiệm phụ trách. Giáo học kinh doanh có 32 em chia làm 2 lớp. Lớp lớn lên trong Chúa Đức Thần năm 1 gồm 21 em do giáo viên Maria Phạm Thị Nhiệm phụ trách. Lớp lớn lên trong Chúa Đức Thần năm 2 gồm 11 em do giáo viên Maria Phạm Thị Nhiệm phụ trách. Giáo học kinh doanh Việt Nam có 26 em chia làm 2 lớp. Lớp lớn lên trong Chúa Đức Thần năm 1 gồm 15 em do giáo viên Maria Nguyễn Thị Thanh phụ trách. Lớp lớn lên trong Chúa Đức Thần năm 2 gồm 11 em do giáo viên Teresa Phạm Bảo Thúy phụ trách. Ngành nghệ sĩ cuối số 8 chia thành 4 lớp. Phần anh chị em giáo viên
chúng con xin hứa cố gắng quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm của mình để trong công việc giáo dục đức tin ngày một phát triển, để đáp lại tình yêu của Chúa và sự tín nhiệm của Cha quý gì cũng như toàn thể tổng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy lòng ân xuống cha xứ quý gì với ban ngành trong giáo xứ cùng toàn thể tổng đoàn. Kính xin cha xứ quý gì, quý hội đồng của giáo xứ, quý lãnh nhân, quý phụ huynh và toàn thể tổng đoàn cầu nguyện nhiều cho chúng con hơn nữa, để chúng con ngày càng trung toàn bổn phận trách nhiệm của mình một cách tốt hơn. Một lần nữa, chúng con xin kính chúc cha xứ quý gì, quý ban thánh giáo, quý nhân dân, quý phụ huynh và toàn thể tổng đoàn luôn được Thiên Chúa đổ tràn lòng ân xuống quý vị, để giáo xứ ngày càng phát triển trong tình yêu thương hiện nhất với bạn. Thay mặt cho giáo xứ, chúng con xin chân thành cảm ơn. Sau một mùa hè đầy vui tươi bổ ích, chúng con lại được gặp nhau với bao niềm vui tươi phấn khởi và sự chờ đã đến. Tất cả chúng con đã hồi hộp chờ được lắng nghe những lời nhắn nhủ của cha và xin cha khai giảng năm học mới cho chúng con.
rồi sau buổi khai giảng ngày hôm nay thì về nhắc nhở cho các cháu để nó biết nó học như thế nào và biết rằng là nó học vào giờ nào, nó học vào ngày nào. Thế thì năm nay là cái chương trình chung của cả giáo phận bắt đầu áp dụng từ năm nay, chương trình chung của giáo phận. Cho nên là năm nay là chúng con như ngoài xã hội và kể cả mỗi năm vào gần cái dịp đây là sách giáo khoa của xã hội của mỗi năm nó thay đổi một bộ thành thứ là các bậc phụ huynh chóc hết cơ mặt. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta có thức tin thì không phải là chúng con cũng có năm nữa thay đổi, nhưng mà có năm nay luôn. Năm nay là bởi vì chúng con theo cái chương trình chung của giáo phận nên thành thứ ra là sách giáo lý nó cũng phải theo cái chương trình chung. Và vì thế cũng cần biết là khi mà theo chương trình chung thì kinh phí ban giáo lý chẳng có gì. Ở ngoài xã hội thì khi mà người ta làm bất cứ một công việc gì đấy thì người ta đều muốn lương. Thế còn chúng con là các quý gì rồi là những người có trách nhiệm là các anh chị trong ban giáo lý hy sinh rất là nhiều thời gian rồi, thậm chí là phải bỏ tiền túi ra để mua khăn, mua các cái loại ăn cho các cháu đó đấy. Cũng đặc biệt là không phải kiếm tiền đâu đấy. Rồi thì độ này giáo lý nữa, sách giáo lý để chúng con thì làm lấy công từ Thiên Chúa thôi, cũng không cần là các bậc phụ huynh là phải trả tiền lương đâu. Nhưng mà con chỉ mong muốn một điều là các bậc phụ huynh quan tâm tổ chức các con em bởi vì nó cái quan tâm gia đình là cái lớp giáo lý đầu tiên và các bậc phụ huynh trong gia đình thì phải lớn thì phải là những người học kinh nghiệm đầu tiên để hướng dẫn cho các em để muốn đạt được chúa là giáo sư của chúng ta có một đường của giáo lý tiên rất là mạnh.
hiện sự ngây thơ trong sáng của thiếu nhi. Màu xanh lá mạ tự chiếc trước sự đơn sơ trong trắng, phải giáo dục theo tinh thần máu mơ của Chúa Giêsu, đó là vương lời ngoan ngoãn và sống yêu thương. Màu xanh để tập dành cho các em chuẩn bị thêm sức, mang đến sự bình an tươi trẻ và một hy vọng lớn, tinh thần trẻ đầy nhiệt huyết và đầy vững vàng nơi các em. Khối bao đồng vào đời sở hữu chiếc khăn màu vàng nghệ, đây là một gam màu ấm áp, thể hiện sự bao dung, chiến thắng cũng như niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Khối hiệp sĩ vẫn trên mình chiếc khăn màu đồng nhất, không chỉ được nhớ đến các hình ảnh các thánh tử đạo, cần lại đã đổ máu xuống vì đạo. Bên cạnh đó, màu khăn này cho thấy lòng tin cần mãnh liệt đời các em, cũng như đánh dấu sự bước ngoặt trưởng thành của các em. Với chiếc khăn đỏ huyền xanh màu nước biển đậm của các anh chị giáo lý viên, tượng trưng cho màu của thiếu nhi, nói lên lòng hy sinh quảng đại nhẫn nại phục vụ các em thiếu nhi của người giáo lý viên. Mở đoạn nhạc
Thưa quý vị các bạn, đặc biệt là cộng đoàn dân chúa trong giáo xứ Đồng Quan, ban truyền thông của giáo xứ Đồng Quan đang phát trực tiếp ngày lễ khai giảng năm học 2023-2024 của giáo xứ Đồng Quan. Lúc này cha xứ đang phát khăn cho các huynh trưởng. Và đây cũng là lực lượng giáo lý viên của giáo xứ Đồng Quan. Con em chúng ta nhận được biết Chúa, nhận được giáo lý của Chúa, lời những hy sinh chia sẻ của các giáo lý viên, những người giảng dạy cho các em. Vâng, chúng tôi cũng thấy các ông các bà đã có gia đình, đã tham gia trong việc dạy giáo lý hôm nay. Vâng, đây các chị, những người, vâng, các bà mẹ là những giáo lý viên rất đắc lực của giáo xứ. Vâng, bầu khí của giáo xứ Đồng Quan, lời các em hôm nay rất là thay đổi, diện mạo rất là thay đổi. Mỗi người chúng ta thấy một không khí mới, một sắc màu mới trên trong. Trong nhiều năm qua, chúng con đã nhận được sự quan tâm của quý ông trong ban giáo của giáo xứ. Đó là động lực giúp chúng con phong trào những gì ngày càng phát triển về miền sâu như miền đông. Sau đây con xin giới thiệu và kính mời ông chủ Giuse Nguyễn Văn Kiều, chủ tránh giáo hội Vĩnh Danh, đại diện cho hội đồng phụ giáo xứ các giáo hội nên có được lời nhắn nhủ để các anh chị giáo lý viên cùng với các em giới trẻ và thiếu nhi. Trong kính cha xứ, kính thưa quý vị, quý cô, quý vị thân yêu, quý đồng bộ phụ giáo xứ giáo họ và toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là các em trong các ngành trải qua một thời gian nghỉ hè mà hôm nay bắt đầu năm học mới, đại diện cho cộng đồng có lời chúc mừng tới tất cả các em trong các ngành. Trong năm qua đã đạt rất nhiều thành tích tốt và năm nay vào học mới cùng chúc cho các em trong các ngành để có một thành tích tốt và học mới qua sự khơi sáng của tinh thần cho các em sang năm học mới với rất nhiều thành tích mới. Xin chúc cho quý vị
kính mời. Thank you.
của giáo xứ để góp phần xây dựng giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn. Tiếp theo chương trình, con xin được giới thiệu một em đại diện cho các em học sinh trong các lớp giáo lý có đôi lời cảm ơn và tuyên bố. Xin mời em. Con xin kính chúc cha xứ và cộng đoàn luôn dồi dào sức khỏe và nhiều ơn đại
thưa cộng đoàn, chúng tôi vừa phát trực tiếp lễ khai giảng năm học giáo lý 2023-2024 của giáo sư Đồng Quan. Chúng tôi xin khép lại video tại đây. Kính chúc quý vị luôn bình an mạnh khỏe và luôn quan tâm đến việc học giáo lý của các em. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.